Ngày 7 tháng 11 năm 2017, trong không gian trang trọng và ấm cúng tại công ty Bảo Tín Minh Châu, Tổng Giám đốc Doanh nhân Văn hóa Vũ Minh Châu đã vinh dự tiếp đón Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Câu lạc bộ các nhà công thương Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Hải, Viện trưởng Viện Đào tạo Tư vấn và Phát triển Kinh tế, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà công thương Việt Nam và sự hiện diện của cụ Lương Thị Điểm, thân mẫu của Tổng Giám đốc Vũ Minh Châu. Thưa cụ, anh Châu, anh Hải và tất cả anh chị em có mặt hôm nay. Thực chất là Bảo Tín Minh Châu là một cái doanh nghiệp rất là nổi tiếng. Nó là đúng là Bảo Tín, làm ăn là đúng, giữ tập tín, mà giữ chữ tín như giữ vàng cũng ngọc. Riêng cái tên của nó đã rất là hay, rất là lớn tuổi rồi. Nhưng mà đây là một doanh nghiệp không chỉ biết làm dòng mà có trách nhiệm xã hội, lo cho người lao động. Có lẽ người lao động ở đây là được quan tâm mà các doanh nghiệp khác còn lâu mà theo được. Rồi những đóng góp cho xã hội, thiện nguyện, các chương trình, các cái kêu gọi các tổ chức, thì đấy là một doanh nghiệp có khi là rất là tích cực trong nhiều hoạt động, và có thể nói là đi đầu. Với cái ghi nhận chung của xã hội này, thì rõ ràng là các doanh nghiệp mà đạt được những doanh nghiệp cá là không nhiều, bởi vì làm ăn lâu dài này, mà anh luôn luôn được ghi nhận, luôn luôn được trân trọng là không có nhiều. Có thể là anh lấy được một thời gian đó để anh cũng khá lên đấy, nhưng mà ý kiến của xã hội nó rất khác nhau. Ý kiến xã hội nó có một cái đông nhất đánh giá, cái đánh giá vào cái mặt đó là rất là nhiều. Phải nói thật là như vậy, không có một cái gợn gì, không có cái gợn gì. Doanh nghiệp có to đến mấy, làm ăn giỏi đến mấy, sau một thời gian vẫn có những cái ý kiến này kia. Thế đấy là một trường hợp rất đặc biệt, là hết sức đặc biệt luôn. Không phải là có nhiều to lớn như Phạm Nhật Vượng này, Vingroup này, to lớn lắm, đóng góp cũng không nhỏ, nhưng mà ý kiến xã hội nó cũng rất là đa chiều. Quả thực là rất khó đạt được như doanh nghiệp của mình, quả thực là rất khó. Cái đó nó phản ánh không chỉ là cố gắng mà là cái tâm có thật của các chị, truyền thống của gia đình. Thì chính vì vậy mà còn uống cho một thương thì rất là ghi nhận, không những ghi nhận mà còn tự hào là trong cái câu lạc bộ mình có những doanh nhân như thế. Hôm nay thì thay mặt cho ngoài hội đồng cổ vận thì cũng được để nói lại những ghi nhận đó, cái sự đánh giá không chỉ là của câu lạc bộ, không chỉ là của hội đồng cổ vận, mà nếu lại thì chung của xã hội. Và cũng là một lần ghi nhận lại những cái mà anh Châu đã đóng góp cho doanh nghiệp, đóng góp cho xã hội, đóng góp cho người lao động. Chúng tôi rất là sung sướng và vinh dự thực hiện việc là trao quý của đất nước cho một người thực sự rất xứng đáng, cho doanh nghiệp thực sự rất xứng đáng. Xin mời anh Châu có ý kiến. Thưa mẹ, thưa anh Dũng, anh Hải và thưa toàn thể các quý vị, hôm nay là tôi rất là xúc động, rất là vinh dự, rất là tự hào, và cũng rất là trân trọng cái sự đánh giá ghi nhận của ban kinh tế quốc hội, và lãnh đạo của Bộ Công Thương Việt Nam đã có những sự nhìn nhận đánh giá một cách rất là sâu sắc về những cái hoạt động kinh doanh, những hoạt động xã hội và những việc làm doanh nghiệp và của bản thân tôi. Tôi thấy các cán bộ nhân viên là sự đóng góp với cộng đồng. Thì là tôi cũng ngờ là những làm nhỏ bé của mình phải được quốc hội, được quân bộ công thương, được xã hội hiểu biết, hiểu cách rất là sâu sắc cận kẽ như vậy, và được đánh giá với rất là đúng mức, cụ thể là có những phần thưởng, phần quà
rất là lớn dành cho tôi. Thì sự ghi nhận của các cấp quản lý lãnh đạo về những hoạt động kinh tế cũng như là xã hội, tôi thấy đây là một rất lớn, tự hào rất lớn. Đồng thời là thấy trách nhiệm của mình trong thời gian tới để tiếp tục nỗ lực hơn nữa quản lý lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững, ổn định hơn nữa, quan tâm chăm sóc được cán bộ nhân viên nhiều nữa, đóng góp với xã hội nhiều nữa, và đặc biệt là tham gia nhiều nữa các hoạt động thiện nguyện xã hội để góp phần nhỏ bé của mình vào việc thực hiện cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước là phát triển kinh tế nhiều thành phần, thực hiện cái chính sách quản lý vĩ mô về kinh tế của nhà nước. Tôi cho rằng là cái sự quan tâm của Quốc hội, sự quan tâm của Bộ Công Thương là một sự khuyến khích rất lớn đối với các doanh nghiệp nói chung. Tôi nghĩ là các hoạt động này có nghĩa là tiếp tục nên phát triển hơn nữa và thường xuyên hơn nữa để khuyến khích các doanh nghiệp, các doanh nhân nỗ lực hơn nữa để đóng góp cho đất nước, thực hiện cái ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giúp cho dân giàu nước mạnh, và ý nguyện của Đảng nhà nước ta là để cho xã hội giàu mạnh, công bằng và văn minh. Từ đây tôi rất xin cảm ơn. Trong dịp này, doanh nhân văn hóa, Tổng Giám đốc Vũ Minh Châu đã vinh dự được nhận biểu tượng cao quý Quốc huy Việt Nam do ông Nguyễn Sĩ Dũng thay mặt Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trao tặng. Quốc huy Việt Nam là biểu tượng quý giá được trao tặng cho các doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho xã hội, với niềm mong mỏi gửi gắm tới mỗi doanh nhân Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục cống hiến hết mình với lòng tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Doanh nhân văn hóa Tổng Giám đốc Vũ Minh Châu là một trong những doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam trong suốt nhiều năm qua, thường xuyên có những đóng góp, chia sẻ tích cực cho cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển và đồng bộ hơn.